Ok, video xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong buổi sáng ngày mùng 6 thì như biết thì hôm nay là bên chúng mình bắt đầu khai trương bán hàng. Thì báo cáo bác là đầu video thì cũng sang năm mới thì thay mặt bên cửa hàng chúng mình Auto thì cũng kính chúc tất cả các bác, các anh em, lương thanh trên mọi miền Tổ quốc là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc trong cái năm mới này. Và lưu ý, như biết thì bây giờ đang dịch bệnh thì các bác đi đâu nhớ đeo khẩu trang nhé, nhất đảm bảo cho chính bản thân mình và cho cộng đồng. Thì như vậy thì năm nay thì tinh thần thì các bác có nhu cầu mua sắm âm thanh hay có nhu cầu lắp đặt combo tại nhà thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị của mình, và các bác có thể ngồi nhà nhận hàng, hoặc các bác mua hộ combo có thể đơn vị em là lắp đặt tại nhà và các bác có thể hưởng thụ và không đỡ khỏi tốn tiền đi ra quán xá, đúng không ạ? Và trong ngày hôm nay thì thứ nhất là cũng đầu năm là cũng được rất nhiều các bác ủng hộ với rất nhiều các mã đẩy khác nhau. Cụ thể theo yêu cầu một bác khách là bác đặt bên em là đầu năm mới một đẩy này và bác muốn là em review lên, đó là cho anh Nguyễn Văn Tới, có số điện thoại là 0942677494. Anh có địa chỉ tại Quy Điền, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu, nhà bác ở thành phố Bạc Liêu nhé, tỉnh Bạc Liêu. Thì trước khi xuất con đẩy này cho anh thì em review để thứ nhất cho bác khách như là các bác cũng biết được đến mẫu đẩy này. Thực ra mẫu đẩy này cũng quá gọi là xa lạ. Mẫu đẩy này thì như biết rồi, em đã bán phục vụ cho anh em đến tầm này, thực sự là những mẫu đẩy này là cho những bác đi sự kiện, nên là thời điểm này em đã bán ra thị trường để bán lẻ thôi nhá, là ít nhất từ 400 đến hơn 400 chiếc đẩy Martin 36.000 Blue này không thôi nhá, chưa tính mắc trước đó những cái bản đời đầu là Martin 18.000 hay Martin 36.000 là sử dụng 80 sò, còn cái phiên bản Martin 36.000 Blue này mà là chạy sử dụng 96 sò mà em đã bán ra thị trường thì tổng cộng là rơi khoảng hơn 400 chiếc rồi. Những anh chị các bác nào đang đi show sự kiện đám cưới mà đang sử dụng con đẩy này thì cho chúng mình xin comment về cái chất âm con này. Không phải tự dưng em nhập nhiều về như vậy, có mỗi lần em về hàng nhập ít nhất là 50 chiếc đấy, các bác có cảm nhận về dòng đẩy này. Đây là dòng đẩy hạng nặng, các bác lưu ý nhá, tổng trọng lượng của nó là 42 kg. 42 kg nó nặng hơn những cái con như Martin 18.000 thị trường là 2 kg. Ở nặng ở cái gì? Nặng ở đây chính là nặng ở cái nguồn đồng. Để sơ lược qua bác nhìn phần nắp nó này, có để nó bọc rất là cẩn thận. Thứ nhất là bốn cái xốp bốn góc cực kỳ dày, bên trong quyển sách đây, quyển sách em sẽ phân tích này, và hai cái lắp nhà bằng giấy rất là dày và cùng với hai lớp thùng, bác nhìn độ kinh khủng nào. Nếu cả thùng vào nặng tổng cộng là 47 kg, khoảng 47-48 kg, cực kỳ nặng. Và đối với độ nặng của nó thì đối với độ bền đối dòng này thì đã được thể hiện và đã được các bác là người sử dụng là các bác đã sử dụng trong thời gian rất là dài, các bác biết rồi tính năng con này rồi. Có những bác mua những con đời đầu nó sử dụng 80 sò ấy ạ, là các bác đã chơi đến thời điểm là ít nhất 25 rồi. Với cái điều quan trọng là cái độ bền, công suất khỏe cho ra đối dòng này khỏe hơn những dòng trước, là đối dòng này cho ra là từ 1400 đến 1450W một cây sử dụng. Vì chính vì vậy là lượng sò tăng lên và nguồn đồng nó nặng hơn, nên tổng cái con này nó nặng tổng là 40 gần xích xoát 42 kg, nó rơi 41,6 hay 41,7 kg các bác nhá. Còn những cái phiên bản đẩy nó công suất nó nhỏ hơn, cũng như này, nó nhỏ hơn, sò nó ít hơn thì nó chỉ nặng nó khoảng xích xoát 40 kg, nó chỉ 39 mấy kg ấy bác nhá. Đây bác có nhìn vào đây. Con đẩy đây là đẩy chuyên sự kiện, nên là hôm nay em review cho anh em sự kiện cũng như bác Tới về sự kiện trong miền trong. Nó sử dụng 4 quạt gió tản nhiệt lớn để làm mát cho hệ thống này. Và cái thứ hai, cái lượng sò nó sử dụng này là sử dụng, đây các bác có thể xem sò Điều Minh 2, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24, 24 là 48, 48 với 48 là 96 sò. Cả bù áp các bác lưu ý nhé, còn lượng sò thực bác chỉ đếm trên dây thôi. Đó. Con này sử dụng đến 2 tầng tụ lọc nguồn. Quay sát vào đây em ơi, hai tầng tụ lọc nguồn các bác lưu ý nhá, nó tận đến hai tầng tụ lọc nguồn đấy nhá. Và những cái con hàng chất ấy, có để cái tụ nó bác nhìn không hề mờ nhạt, các linh kiện vỉ nó bao giờ sắc nét, dây dợ gọn gàng. Để các bác nhìn con tụ nó sắc nét, nó hụt nhạt, nó phai, và trên các vỉ phíp của nó đều khắc mã các bác nhá. Mã là gì? Mã như là mã để đáp ứng công suất,
Đây trên tất cả các vỉ phíp nhá. Vỉ phíp đây đây. Nghĩa là trên tất cả các vỉ phíp từ vỉ mạch các bạn công suất này, vỉ phíp bo của phần tụ này và vỉ phíp của cái phần đây, phần ngang đây vậy. Vỉ phíp của cái phần phần tấm chất áp đằng trước. Đấy, bác nhìn đâu ạ? Nó đều có thông số. Ý em nghĩa là cái hàng chuẩn chất lượng thì cái thông số nó luôn rõ ràng. Đó, các bạn lưu ý nhá. Thông số luôn rõ ràng và chi tiết. Đó, nó không phải là nghĩa là cái linh kiện nó nhập bởi những công ty chất lượng lên là từ các thông số từ cái vỉ phíp thôi đến những cái linh kiện nó sắc nét vào cái vỉ phíp nó rất rõ thông số. Nếu lưu ý cho em. Cái nguồn đầu sử dụng nguồn lòng bằng nắp size 3U. Con này chuyên đánh phun đôi. Phun đôi bát 40 từ 220 coi 100 hoặc các bác có đánh được súp kép nhưng súp kép 40 thôi nhá. Còn nếu súp kép 50 không đánh được. Sao nhiều bác cũng hỏi vấn đề là súp kép 50 cũng coi 100 lại tại sao lại côn mà từ 220 coi 100 lại sao lại cũng đánh được? Tại vì là sao? Vì súp kép 50 là cái độ giải của súp đấy nó lớn hơn, nó xuống sâu hơn, nó đòi hỏi công suất nó khỏe hơn nữa. Để đánh súp kép 50 thì bác có đánh phải công suất nó đạt từ 1.600 đến 1.700W thì mới có đánh được súp kép 50. Còn súp kép 40 thì như 1.400 đây hay 1.450W thì bác có thể đánh được rồi. Đây trên chỉ số nó bác lưu ý này. Công suất nó in trên đây. Ở đây chỉ số nó ghi rất rõ trọng lượng nhá. Máy cỡ cả hộp này 48kg size 3U. Thông số là 1.500W nhưng nó sẽ có hao, đối với dòng này nó có hao bác nhá. Thì nó sẽ đạt khoảng 1.400 đến 1.450W. Đấy các bạn lưu cho em. Đấy, từ phần sách trước đây rất rõ ràng, các bạn lưu cho em nhá. Hàng chuẩn nó bao giờ phải từ cái trong ra ngoài nó phải chuẩn chỉ, chứ không phải tự dưng mình làm được như vậy đâu. Vì nó chuẩn chỉ như vậy là cái hãng đó họ làm chuyên nghiệp. Và đây nó cái thương hiệu Martin nó chỉ là cái tên thôi. Và đây nó là phiên bản hàng loại 1 ở Trung Quốc các bạn nhá. Vào cái mức giá 10.500.000 đồng thì các bác có thể đi chơi xô đám cưới. Điều quan trọng là nhanh thua lại vốn. Và đây cũng là mẫu đẩy mạnh nhất trên thị trường tới thời điểm hiện tại bây giờ, với công suất cho ra 4 kênh. Mờ do ra đạt tới 1.400-1.500 là công suất khỏe nhất bây giờ rồi nhá. Không có đẩy nào khỏe hơn nữa đâu các bác nhá. Đối dòng mạch này không có nào đẩy khỏe mạnh hơn đâu. Đây là đẩy khủng long nhất, bạo chúa nhất. Và giá thành êm nhất, độ bền cao nhất. Bởi vì mình muốn review đến anh em. Anh em đi xô, sự kiện, nhanh thua lại vốn và đánh bền bỉ. Thì bác nhìn ra sử dụng nó dây ở đây là sử dụng một dây nguồn liền lớn. Đấy, anh bác tới có thể lên xem review và bác có thể nhận hàng. Đối đẩy công suất bên Hiếu Minh các bác bật lắp ra xem thoải mái, kiểm tra thoải mái. Khẳng định cả nguồn đầu 100% luôn, các bác nhận hàng cạo đầu, được chưa ạ? Để các bác cảm nhận đối với con hàng đẩy chất này. Thực ra là Hiếu Minh review thì em review thì muốn là đây là khẳng định nó là khẳng định một cái gọi là rõ ràng, không mập mờ. Bất tất nhiên là đối dòng đẩy này em đã bán rất là lâu rồi, hàng hàng biết bao trăm khách hàng đã, anh em sự kiện đã dùng rồi. Đến thời điểm riêng mai thôi, thừa mã trước thì em bán được là 1.000 chiếc rồi. Thì đã biết bao bác đã dùng rồi thì em không nói những cái điều. Cho những bác nào có nhu cầu sắm và sắp tới sắm thì đó là điều khẳng định rõ ràng bên Hiếu Minh Auto. Đấy. Bác lưu ý nhá, đối với nó sử dụng đường ra đường vào, thí dụ vào nó sử dụng 4 cầu vào bằng ca lông. Và có 4 đường link ra để sử dụng. Thứ nhất là link có thể link chuyển đổi lên đây thì đổi tín hiệu chuyển tiếp, hoặc link sang đón đẩy khác, tất cả chân tiếp xúc bằng đồng. Và 4 đầu link chích bằng đẩy ra và ngoài ra đồng kẹp truyền thống. Đó là về cơ bản đối dòng đẩy này. Quay hồi hàng trước rồi. Đấy, như vừa rồi thì em đã review rất chi tiết đối con đẩy, có thể nói là một đánh giá là con đẩy có thể nói là chất lượng và xịn sò. Nói chung là con đẩy xịn sò, hiểu lâm la con đẩy xịn sò. Và mới em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác anh em. Và trước khi kết thúc video thì một lần nữa là em cũng muốn gửi lời đến chủ nhân của chiếc đẩy này, đó là anh Nguyễn Văn Tới, có địa chỉ tại tỉnh Bạc Liêu. Thì chúc sức khỏe anh và gia đình sang năm mới là luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Và anh sắm được con đẩy này anh về chơi hết ý nghĩa anh đi show, và chúc anh được nhiều show. Vì như biết thì miền Bắc thì đang bị cách ly cũng khá nhiều lực từ tỉnh, nhưng cũng có tỉnh thì vẫn làm việc bình thường. Đối với đơn vị Hiếu Minh thì vẫn làm việc bình thường không nhá, làm việc bình thường vì bên em rất là may ở trung tâm nên là nói chung là may mắn. Và cái thứ hai trong miền trong thì em thấy là chưa phải cách ly nhiều, thì chúc anh đi được đạt
gặp được nhiều xô và nhanh thu lại vốn. Đối không riêng gì con đẩy bên bác mua bên Hướng Minh mà đối với cả bóng bầu giá cũng vậy. Đó. Và một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt các bác và chúc các bác có một buổi sáng và chúc các bác một năm mới thật là mạnh khỏe, làm ăn mọi sự được như ý, an khang thịnh vượng các bác nhé.